ngắn đúng không? Vậy sao mà chứ thầy chỉ có nghe là tan ta ta tan 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 ta ta hey. Cái đoạn vừa rồi là chủ đề trong chương 4 của Symphony số 9 của Beethoven. Cái bài này là một trong những cái giai điệu này là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Dạ. Yeah. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi không có đánh phiên bản mà chúng tôi biến đổi cái âm hình ở đây đi để chơi trong chủ nhạc pop.